bà Leila Zerowei, đặc phái viên về trẻ em và xung đột vũ trang của Liên Hợp Quốc cho biết, cuộc nội chiến Syria hiện đã bước sang năm thứ ba và những hành vi vi phạm nghiêm trọng đối với trẻ em vẫn đang tiếp tục xảy ra. Cụ thể, rất nhiều trẻ em đã thiệt mạng, bị thương, bị bắt giữ và buộc phải chứng kiến hoặc thực hiện các hành động tàn bạo khi quân nổi dậy cố gắng lật đổ Tổng thống Bashar al-Assad. Tình hình trẻ em ở Syria đang rất nghiêm trọng. Các em bị giết hại, bị thương, phải đi sơ tán và tị nạn ở bên ngoài Syria. Phần lớn các em không có cơ hội đến trường. Những em được đi học cũng không có tâm trạng để học tập. 70% số em được đi học đã buộc phải bỏ học để giúp đỡ gia đình hoặc vì nhiều lý do khác. Cuộc nội chiến kéo dài cũng đã phá hủy hàng nghìn trường học trên khắp Syria. Nhiều ngôi trường dù chưa hư hỏng thì cũng bị biến thành nơi trú ẩn cho người sơ tán. Bên cạnh đó, theo các tổ chức cứu trợ, khoảng 2 triệu trẻ em Syria đang phải đối mặt với nguy cơ suy dinh dưỡng, bệnh tật, tảo hôn và chấn thương nghiêm trọng do hậu quả của cuộc nội chiến.